làm các nhân viên khi đã làm đạo mới gặp gỡ nhau tại vùng đất lạnh này, đa phần đều ở Cali xứ ấm, nhưng mà khi dấn thân làm đạo thì lại về vùng biết mấy tháng trời ngoài trời thì biết là những, nhưng mà đa số anh em chúng con đều vẫn làm vì chúng con nói với nhau bằng cái tình đạo, tình bạn. Tuy là không cặp cùng sống với nhau đến một mái chùa khi phải tâm xuất gia, nhưng mà khi làm đạo chúng con là cái duyên về xứ này, và anh em của chúng con có nhiều kỷ niệm khi thành lập những ngôi chùa. Anh em chúng con thường dẫn với nhau rằng thầy Thông Từ, thầy được với cái tên, bao nhiêu cái mà thầy có được thì thuận với cái tên, chỉ có một việc là thầy mua chùa hay là xây chùa là được lại, mà thầy thì làm gì cũng từ từ, hẹn với ai cũng từ từ, ngay cả thầy chúng thầy hẹn thầy cũng được thôi. Tới giờ thầy mới nói chỉ có cái đi mua chùa thầy đi trước thì hạn là cái đó thầy được. Ngay cả cái số lượng thầy cũng đi trước, tới đây thầy đi tới cái chánh điện này là cái chánh điện thứ hai trong số anh em môn đệ. Thì nói chung thì chúng con là những người tu sĩ được xuất gia từ các chùa, các từ viện khắp nơi ở tại Việt Nam, nhưng mà khi làm đạo thì cùng về một cái tiểu bang ít người Việt lạnh, do đó chúng con cũng có thầm phát nguyện anh em chúng con sẽ tình mật lẫn nhau, tương thông, tương ái, tương trợ. Thì những cái gì mà vui buồn chúng con đều chia sẻ, ngay cả khi việc làm đạo hay là những buổi lễ ở trong vùng lễ Phật Đản hay là Vu Lan, thì chúng con cũng chia nhau có cái lịch để chúng con cùng tới với nhau và cùng với Phật tử tại bổn tự của mình đến với nhau để cho có cái tình đạo. Chỉ trong vài tháng mà thầy Thông Từ đã hoàn thành cái ngôi chánh điện Vạn Phật, và hôm nay gọi là cái lễ làm thành nhân cái lễ Phật Đản, anh em chúng con người thì công sức, người thì ủng hộ tinh thần, thì trải qua những tháng đó thì chúng con cũng
tôi đại diện trong chư huynh đệ trong vùng Minnesota. Trước tiên chúng con xin hành lễ Hòa Thượng Chứng Minh cảm niệm ơn đức của người, bởi vì hàng hậu học chúng con mà không vì công việc Phật sự hoặc là tuổi cao mà đến đây chứng minh để tham buổi lễ là được trang nghiêm, đã được thanh tịnh, và tôi xin cảm niệm ơn đức của chư tôn đức tăng ni quý hình đệ các nơi về đây để tương trợ cho chúng con. Và bên cạnh đó cảm niệm cái thiện duyên mà quan trọng, đó là những tâm niệm của thầy trụ trì thầy Thông Từ muốn cho ở đây có một đạo tràng chư tăng cũng như Phật tử có cái chỗ để sinh hoạt. Xin chúc mừng đại diện cho đến anh em, xin chúc mừng thầy đã thành tựu một phần trong cái hoài bão của thầy. Mong rằng tương lai thầy thăm lấy em một chút để có thể được thăm lấy nhanh chút để cho những người Phật tử hiện diện cũng như những vị lớn tuổi đã có cơ hội hưởng được những cái sự tu tập như sự chia sẻ của thầy. Cái thầy thông mà nó chậm quá, từ từ quá thì đã đi trước khi thầy thành tựu. Mong rằng mọi Phật sự của thầy ở nơi đây được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn.